Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Thị Kiều. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình ở bộ môn Focus Understanding. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho mọi người một chủ đề, đó chính là Intelligible, tức là thông minh. Chúng ta muốn trở thành một người thông minh thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải làm thế nào khiến cho người khác hiểu được những cái điều mà chúng ta đang nói. Tức là chúng ta phải giải thích cho người ta một cách rõ ràng, dễ hiểu và dễ nhớ. Thì mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ cũng như là cái cách hiểu, cái ngôn ngữ hiểu khác nhau. Và khi mà chúng ta có thể dựa theo cái ngôn ngữ của người ta để mình giải thích cho người ta hiểu được rồi, thì mình sẽ khiến cho người ta cảm thấy cảm kích mình hơn, bởi vì là mình đã giúp cho người ta hiểu một cái vấn đề gì đó mà. Và bên cạnh đấy thì khi mà mình đã giải thích cho người ta hiểu theo từng cái ngôn ngữ một, thì bản thân mình cũng sẽ hiểu một cái vấn đề nó sâu sắc hơn và nó tuyệt hảo hơn. Và khi mà mình đã hiểu được cái vấn đề sâu sắc hơn rồi, tuyệt hảo hơn rồi, thì mình sẽ có thể làm những cái giải quyết những cái vấn đề đấy nó ngày càng tốt hơn, ngày càng hiệu suất, năng suất làm việc của chúng ta sẽ cao hơn, sẽ tạo ra được nhiều cái giá trị hơn nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một người thông minh trong mắt người khác. Video của mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.